Thưa quý vị, thời tiết khu vực Bà Rịa Vũng Tàu dưới tác động của dãy hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam có cường độ từ trung bình đến mạnh nên một số nơi có mưa nhưng tập trung vào chiều và tối. Một số nơi có mưa vừa, mưa to kèm dông sét và gió giật. Ban ngày trời nắng nhẹ, thời tiết khá mát mẻ. Bây giờ là diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh đêm nay 5 tháng 9 và ngày mai 6 tháng 9. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía Bắc huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ 24-26 độ, gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Ngày mai trời nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ 30-32 độ, độ ẩm 81-86%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Long Điền, Đất Đỏ và phía Nam huyện Xuyên Mộc. Đêm nay có mưa vài nơi, nhiệt độ 25-27 độ, gió Tây Nam cấp 2-3, có lúc cấp 4. Ngày mai trời nắng, chiều và tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 30-32 độ, độ ẩm 82-87%. Huyện Côn Đảo đêm nay có mưa, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Ngày mai trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, gió Tây Nam cấp 3-4, độ ẩm 82-87%. Hải Giang vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 và cấp 6, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 6 tháng 9, nước lớn mức cao nhất 380 cm vào lúc 5 giờ và nước ròng mức thấp nhất 100 cm lúc 12 giờ. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải trong toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trong hôm nay đều ở ngưỡng tốt. Với ba khu vực đặc thù của tỉnh là thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại các trạm quan trắc tự động từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều ngày 5 tháng 9 như sau. Tại trạm quan trắc ngã tư Giếng Nước, thành phố Vũng Tàu, chất lượng không khí đo được ở mức 20, mức tốt. Chất lượng không khí đo được tại trạm quan trắc trường tiểu học Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ ở mức tốt, với chỉ số AQI là 11. Và chỉ số chất lượng không khí đo tại trạm quan trắc ngã tư đường Phan Đăng Lưu và đường 27 tháng 4, thành phố Bà Rịa ở mức tốt 12.